Chúng con xin cảm ơn Đức Giám mục Phụ tá đã khai mạc cho chúng con. Trọng kính Đức Hồng Y, Đức Tổng Giám mục Stefano, trọng kính quý Đức Cha cùng toàn thể quý vị. Giữa bầu khí trầm lắng thánh thiêng xen lẫn niềm vui rộn ràng của mùa Giáng sinh, đang đồng hành cùng những ngày nắng ít mưa nhiều mà năm mới 2012 ban tặng, thì có lẽ mẹ và quê hương, chủ đề đêm hoa ca hôm nay của chúng con không khỏi phần nào gây ngạc nhiên cho Đức Hồng Y, cho quý Đức Cha, cho toàn thể quý vị. Không chỉ mẹ và quê hương, nhưng mẹ còn là quê hương và quê hương còn là mẹ. Khi chọn chủ đề này, trước hết chúng con không chỉ muốn sống lại tuổi thơ với những bài tập làm văn dễ nhất đầu đời, nhưng với hơn 60 phút vắng vòi của đêm hành ngộ, lòng chúng con những muốn trào tràn bao tâm tình biết ơn và yêu mến của những người con dâng lên Thiên Chúa, Đấng đã chọn quê hương trần gian cho con một ngày ra đời để cứu lấy cả một nhân loại trong đó và nuôi sống nó bằng ân huệ thánh thần. Hình tròn trên logo tượng trưng cho địa cầu được ấp ủ dưới cánh chim câu. Đây cũng là những tâm ý chúng con muốn dâng lên mẹ hội thánh, mẹ giáo phận, với hình ảnh con thuyền vẫn cởi chiều sải cánh cùng mẹ ra khơi bất chấp bao sóng cả sóng cồn. Bên cạnh đó, chúng con cũng muốn dâng lên những cảm thức tự hào đối với đất mẹ Việt Nam gấm vóc, dâng lên mẹ của mỗi người. Đôi khi đó chính là hình ảnh của một bà mẹ chân quê. Và gần gũi hơn, dâng lên đức tổng kính yêu của chúng con, một người cha có trái tim rất mẹ, nhân dịp mừng Kim Khánh Linh Mục với con số 50 biểu tượng cùng khẩu hiệu cho trần gian đường sống của Ngài. Dưới sao là Bethlehem của Ngài hiển linh mồng 6 tháng Giêng năm 1962 khi Ngài được truyền chức linh mục tại đền thờ Đức Mẹ La Vang. Thay mặt ban tổ chức đêm mẹ và quê hương, chúng con kính mời cộng đoàn cùng hòa niềm cảm xúc với chúng con qua những tâm tình chúng con muốn cống hiến.